Một số động cơ sau khi làm xong á chạy thì vẫn bị hư cam cò với lại nóng máy, thì nguyên nhân một lát nữa mình sẽ phân tích. Bây giờ em nổ máy đi. Nguyên nhân mà tại sao nó không bơm lên đây mạnh và nó hay nóng máy thì các bạn sẽ thử ở đây giùm mình nè. Cái mẹo để thử nè, bóp nhớt vô cái viền này đúng không, sau đó anh em mới xịt vô cái lỗ này. Rồi, xịt vô. Các bạn thấy không? Ly tâm nó quăng ra đây hết rồi, lấy đâu mà nó vô máy. Thì bây giờ mình sẽ có cách xử lý cho anh em. Thêm một lưu ý nữa là ở đây nè, là nó có một cái khe. Thì cái khe này á, là nó tiếp giáp với lại cái cốt để mà đưa vào trong cái lốc này. Thì lâu ngày á, là cái lốc này nó sẽ bị mòn, nó động ra. Hoặc là cái này nó không tiếp xúc kính, kính được. Thì bây giờ mình sẽ thêm cái xin ở đây để mục đích là 100% nhất là nó sẽ không xì ở chỗ này luôn. Và không xì cạnh này luôn, là đảm bảo bơm nhất nó sẽ mạnh.